Romano hương Grandiose mới, chất hương Ý khởi đầu bằng sự tươi mới đầy sảng khoái. Hòa quyện giữa vị ngọt ấm, quyến rũ đầy tinh tế. Hương thơm bùng nổ với sức mạnh uy lực, để lại dấu ấn vững chãi, khẳng định bản lĩnh và phong cách của người đàn ông. Grandiose tinh tế uy lực, trầm ngọt mạnh mẽ.